chúng ta đang khủng hoảng lòng tin đối với những người làm thực phẩm, sản xuất nông sản sạch. Tôi quyết định đầu tư vào bản startup này. Lý do thứ nhất như vậy. Lý do thứ hai là tôi đầu tư vào bản này bởi vì chúng tôi đang xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe Phương Đông, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Và tôi dùng là thực phẩm mà gọi là thực dưỡng để chăm sóc cho người bệnh. Ngoài cái việc kết hợp chữa bệnh bằng Tây y, bằng Đông y, thì mình có việc là dùng thực phẩm. Thứ ba, bản startup này là hội tụ đủ những yếu tố mà startup tôi đã nêu trong tiêu chí tham gia kỳ Shark Tank này, là những startup nào khởi nghiệp trong lĩnh vực xã hội đang cần, con người đang thiếu thì tôi đầu tư. Thứ tư, tôi nhìn thấy ở bạn có hội tụ đủ yếu tố của một chiến binh không bao giờ từ bỏ. Vì vậy nên tôi đầu tư vào startup Đà Lạt Foodie. Bạn này chính là một chiến binh vượt lên mọi hoàn cảnh, vượt lên cái xuất phát điểm của mình, vượt lên những khó khăn trong cuộc sống để tìm cho mình một lối đi, cõng bên mình cả gia đình và hai cháu nhỏ.